Tổng hợp lời khai của các đối tượng trong vụ án ship gà sáng nay, ngày 26 tháng 12, Bùi Thị Kim Thu bất ngờ phản cung và chối tội, còn Cầm Văn Trương khai bị đánh đập và ép cung. Vào lúc 9 giờ 54 phút, hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo Trương, Dũng, Thu ở lại để tiếp tục phiên xử, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo khác về nơi giam giữ. Trước tòa, Trương khai bị nghiện từ năm 2014, giờ không nghiện nữa. Trước đây, bị cáo thường xuyên xuống xã Thanh Yên, huyện Điện Biên để mua ma túy. Ngày 6 tháng 2 năm 2019, Trương khai xuống nhà Vì Văn Toán chơi mua viên hồng phiến, sử dụng xong rồi về luôn. Tại nhà Toán một lúc sau, vợ chồng Công xuất hiện. Sau đó Trương khai đi về chúc Tết nhà người quen, rồi đi ra đường nhìn thấy vợ chồng Bùi Văn Công về. Thực tế, Trương không vào nhà Công mà về nhà luôn. Trương khai không thực hiện hành vi quan hệ với nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Lời khai tại tòa của Trương hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Lý giải về sự bất nhắc này, Trương nói: tại cơ quan điều tra do sợ quá, bị đánh đập, bị ép buộc khai. 10 giờ, đối đáp lại với lời khai của Trương tại tòa, Viện Kiểm sát và điều tra viên đều khẳng định không hề có việc đánh đập, ép cung bị cáo Cầm Văn Trương. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, nếu Trương không thực hiện hành vi quan hệ với Cao Thị Mỹ Duyên, thì tại sao bị cáo này lại có thể khai tỉ mỉ quần áo của nạn nhân và trong quá trình thực hiện, thực nghiệm hiện trường diễn tả đúng hành vi trùng khớp với lời khai trước đó. Viện Kiểm sát cho rằng lời khai của Trương tại tòa là gian dối và vô căn cứ. 10 giờ 10, bà Lê Thị Diệu, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Điện Biên, người bào chữa cho Cầm Văn Trương cho rằng Trương khai chiều ngày 6 tháng 2 gặp Công ở nhà Toán, sau đó không gặp lại Công. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại buổi hỏi cung có mặt cả luật sư Diệu, Trương không trình bày những nội dung này. Tại tòa, luật sư Diệu bào chữa cho Trương nói rằng bị cáo Trương khai báo không thành khẩn và đề nghị hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của Trương. 10 giờ 30, hội đồng xét xử hỏi lại lần nữa, Trương có quan hệ với Cao Thị Mỹ Duyên không? Sau khi được hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa giải thích, Trương xin lỗi tòa và thú nhận là có quan hệ trái ý muốn với nạn nhân tại nhà Bùi Văn Công. Thời điểm đó có Dũng, Đường Văn Hùng và Công, đồng thời thừa nhận nội dung truy tố của Viện Kiểm sát là hoàn toàn đúng. 10 giờ 20, Phạm Văn Dũng là người thứ hai được tòa xét hỏi với vai trò đồng phạm tội hiếp dâm. Dũng cũng thừa nhận trước đó có nghiện ma túy. Dũng khai hôm mùng 4 tháng 2, y đi uống rượu rồi về nhà Công. Lúc đó, Dũng thấy Lường Văn Lả đang thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân Duyên. Sau khi Lả ra ngoài, Dũng vào thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, sau đó bỏ ra ngoài. Khi trở lại, Dũng thấy Trương đang thực hiện hành vi đồi bại. Ngày mùng 6 tháng 2, Dũng quay lại nhà Bùi Văn Công, rồi tiếp tục hãm hiếp Cao Mỹ Duyên. Tại tòa, Phạm Văn Dũng nói rằng cảm thấy vô cùng ân hận với hành vi mà mình đã gây ra. 10 giờ 45, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khai, ngày 4 tháng 2 năm 2019, khi các bị cáo khác bắt cóc Duyên thì Thu đang đi làm thuê ở nhà nghỉ bên ngoài. Khi Thu về nhà thì không thấy ai, lúc sau mới thấy Nhiệm nói, bánh chưng và giò tới. Thu nói không chứng kiến các bị cáo khác hiếp dâm Duyên. Bị cáo này tỏ ra nghẹn ngào nói rằng mình không có tội, không đồng ý với việc truy tố của Viện Kiểm sát. 11 giờ, tòa án tạm nghỉ, buổi chiều phiên tòa xét xử nhóm bị cáo ship gà tiếp tục làm việc.